chân ngôn bảo mệnh, thuận theo thiên ý trong đại dịch hung hiểm. Đảng Cộng sản Trung Quốc che giấu dịch viêm phổi Vũ Hán, khiến cho virus nhanh chóng lây lan ra toàn thế giới. Số người nhiễm bệnh và số người tử vong càng ngày càng tăng, cho đến bây giờ cũng chưa có phương thuốc nào để chữa trị. Tuy nhiên, có đại kiếp nạn lớn, tất sẽ có sự cứu rỗi to lớn. Rốt cuộc, phương thuốc cứu mạng nằm ở đâu? Khai thị từ bộ phim Đại Minh Kiếp. Vào năm 2013, bộ phim Đại Minh Kiếp đã được trao giải phim điện ảnh hay nhất trong liên hoan phim Trung Mỹ lần thứ 9. Bộ phim kể về câu chuyện của lương y họ Ngô chữa khỏi bệnh dịch vào những năm cuối thời nhà Minh. Đại Minh Kiếp để lại cho người xem rất nhiều điều đáng để suy ngẫm. 1. Vì sao đại dịch vào cuối thời Minh chỉ nhắm đến Đại Minh mà không nhắm vào quân Thanh? Những năm cuối thời Minh, dịch bệnh hoành hành khắp nơi, nhưng có một điều quái lạ là toàn bộ quân Thanh không bị nhiễm bệnh, thậm chí là bộ phận quân Minh đầu hàng quân Thanh cũng không bị nhiễm bệnh. Thật khó cưỡng lại ý trời, trời diệt Đại Minh, nên Ôn Thần mới chĩa mũi kiếm hướng về Đại Minh. 2. Tuyệt chiêu dẹp yên ôn dịch nằm ở khẩu quyết, chứ không nằm ở thuốc thang. Lương y họ Ngô năm đó có thể là một người tu đạo. Cách chữa bệnh của ông ấy rất đặc thù. Trước khi dùng thuốc thì phải niệm khẩu quyết, hay còn gọi là chân ngôn. Một người chỉ cần thành tâm niệm khẩu quyết thì bệnh dịch sẽ tránh xa người đó. Người bị nhiễm bệnh được giải trừ bệnh độc nên sẽ hồi phục khỏe mạnh. Điều thật sự khởi tác dụng ở đây chính là chân ngôn, còn thuốc thang chỉ là bù trợ. Tránh ôn dịch có chân ngôn. Vậy, rốt cuộc có chân ngôn cứu mạng trong tình huống dịch bệnh Vũ Hán xảy ra trước mắt hay không? Trong Lưu Bá Ôn bia ký, tể tướng Lưu Bá Ôn thời nhà Minh đã từng nhắc đến trận đại dịch xảy ra vào mùa đông, lúc chuyển giao giữa năm heo sang năm chuột. Hơn nữa, ông còn chỉ ra gốc rễ của phương thuốc chữa khỏi bệnh dịch, bởi vì thiên cơ không thể nói trắng ra, nên Lưu Bá Ôn đã sử dụng hình thức chơi chữ để nói với con người thế gian về ba chữ đáng giá nghìn vàng. Thất nhân nhất lộ tẩu, dẫn dụ tiến liễu khẩu, tam điểm gia nhất câu, bát vương nhị thập khẩu. Câu này chính là nói đến ba chữ chân thiện nhẫn. Thất nhân nhất lộ tẩu, dẫn dụ tiến liễu khẩu, chính là chữ chân. Cách viết thời cổ đại của chữ chân, phần trên của chữ chân giống với chữ thất, phần dưới cấu thành từ chữ nhân và chữ nhất, cùng trong chữ dẫn đưa vào trong chữ khẩu, chính là chữ mục. Bộ nhất đứng trong chữ dẫn di chuyển về bên trái và kết hợp với chữ mục tạo thành phần giữa của chữ chân. Tam điển gia nhất câu chính là chữ nhẫn. Ở đây thêm một nét chấm vào bộ đao bên trong chữ câu tạo thành chữ nhẫn. Thêm hai nét chấm vào bộ khư ở bên trong chữ câu tạo thành chữ tâm. Ghép chữ nhẫn ở trên và chữ tâm ở dưới tạo thành chữ nhẫn. Bát vương nhị thập khẩu chính là chữ thiện. Ở đây lấy chữ bát đặt trên chữ vương, bên dưới là hai chữ thập dính liền nhau. Đồng thời đặt chữ khẩu vào phần dưới cùng sẽ tạo thành chữ thiện. Đáp án giải chữ là chân, thiện, nhẫn chính là chỉ về Pháp Luân Công. Nếu như người nào có thể tán đồng với Pháp Luân Đại Pháp và chân, thiện, nhẫn thì sẽ như Lưu Bá Ôn từng viết: nhân nhân hỷ tiếu, cá cá bình an. Thế thượng hữu nhân, hành đại thiện, thế gian có người làm việc đại thiện. Trong 20 năm nay, các học viên Pháp Luân Công vẫn luôn kiên nhẫn nói với nhân loại: thành tâm niệm chín chữ chân ngôn, Pháp Luân Đại Pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo, có thể gặp hung hóa cát, chuyển nguy thành an. Dựa vào những báo cáo trên Minh Huệ Net, có không ít những bệnh nhân nhiễm virus viêm phổi Vũ Hán thành tâm niệm chín chữ chân ngôn đã được cứu sống. Chín chữ chân ngôn này chính là phương thuốc giải cứu trong đại dịch. Trong lúc nguy nan, các học viên Pháp Luân Công đã không màng đến nguy hiểm để truyền đi phúc âm cứu độ chúng sinh. Nếu bạn bỏ lỡ cơ duyên cứu độ này, tất sẽ gặp phải kiếp nạn. Điều này quả là không đáng chút nào. Thuận theo thiên ý sẽ được bình an. Vì sao các học viên Pháp Luân Công lại khuyên con người thế gian thoái xuất khỏi các tổ chức đảng đoàn đội của Trung Cộng? Bởi vì ông trời phải diệt Trung Cộng. Vào năm 2002, ở huyện Bình Đường, tỉnh Quý Châu đã xuất hiện tảng tự thạch. Trên mặt tảng đá này nứt ra 6 chữ: Trung Quốc Cộng sản Đảng vong. Đây chính là ý chỉ của Thượng Thiên. Trong bộ phim Đại Minh Kiếp, dịch bệnh năm đó chỉ lây nhiễm trong quân Minh, quân Thanh không hề bị nhiễm bệnh, Ôn Thần chĩa mũi kiếm vào Đại Minh, sau đó thì nhà Minh diệt vong. Chúng ta hãy lấy lịch sử làm tấm gương soi, trời diệt Trung Cộng chính là ý chỉ của thần, Trung Cộng không phải là Trung Quốc, nói không với Trung Cộng thì mới có thể tránh xa tai nạn, cũng như không bị dịch bệnh xâm hại.
Trước mắt đã có 352 triệu người Trung Quốc công khai thanh minh làm tam thoái trên mạng ở hải ngoại. Ý trời khó cưỡng, hãy làm tam thoái để được bình an. Người viết, thành tâm chúc phúc cho những con người lương thiện. Chúc bạn bình an.